Anh làm lại với Hằng Khởi đấy nha, em không đồng ý nha. Anh Tự đi xin mày lấy khó xe tính đi quá. tuần luôn. Xin mày khó tính quá. Làm việc lại nó đi nha. Đây luôn kìa anh. Alo. Khó tính quá. Alo. Dạ, 06. Ồ, tại không sao mà Alo. đây. Ok. Mệt 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 mà chết mà chết. Nghe. Anh luôn kìa, anh nghe mít ta. Hello. Where are you waiting for me, Pinam? Bắn tiếng Anh ảo thật. What the hell? Đủ ba một phát, một vả. Where? Where 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 where? Lộn treo hay sao vậy? Rồi luôn. Rồi luôn, ở thành phố luôn, rồi bú luôn. Yêu cầu Lưng Khển mở mic lên nè. Rồi anh em ơi, qua rồi, qua em mua danh cho tôi anh em ơi. Chở có cho gì không? Cho không. Giờ hiện tại người không còn lòng nào hết. Cảm ơn nha. Thôi vậy thôi thì đi bộ đi. Nếu không cho gì thì mình đi bộ đi. Đúng, giờ tôi là con người có vật chất, cái gì có tôi mới làm. Có lợi cho tôi thì tôi mới làm. Đúng không anh Đạt? Vậy vậy vậy. Giờ cái gì có lợi cho mình thì mình mới làm đúng không anh Đạt? Trước khi không mà phải lấy xe nè, phải chạy xuống dưới nữa. Nói gì nói, anh chơi em gì đi rồi em làm, ok. Biệp 220 là thấy quê rồi đó. Alo, chị Quang, cái lọc nắm bia cho tôi nha, đủ quá, chị Quang, chị tôi à. Tôi thanh toán rồi nha. Tôi chưa thấy tiền tôi vô nha. Ôi, tôi nhớ tôi về anh 45.000 mà. Tôi mới thanh toán được một bill thôi, kinh tế tôi nghèo lắm rồi. Ủa bên anh hiểu giá được không? Anh phạt đủ má, anh phạt bậy tôi chưa nói nha. Anh đừng có giỡn. Anh cũng phạt tôi hết tiền, tôi hết tiền. Ai, biểu anh phạt tôi, phạt tôi trước nha, anh đừng có giỡn nha. Đâu? Cái đó anh đánh quẹn, anh chịu đi. Gặp anh ở ngoài đời tôi đấm anh luôn á, đừng có giỡn. Cái đó anh ở Đồng Nai đúng không? Ừ, Đồng Nai hả, anh tới đây. Qua bọn tôi đây là gặp tôi. À, Long Thành nữa, đủ má, có cái giấy. Solo solo. Rồi, mình sẽ mời lên trên. Quân đi ra khỏi tù quân. Luân khẩn. Luân khẩn. Mình bảo lãnh đúng không? Mới thấy có người cho bảo lãnh đúng không? Lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Nó giỡn anh Diego ở đâu em qua gước nè. Ủa má tao lấy xe rồi. Tao lấy xe mẹ tôi đang đi về luôn. Nào chạy án giao thông thì nhốt được cây bưng được vui nha. Giao thông hay là hình sự? Thôi hình sự thì còn ok, giao thông thôi. Biết chỉ tiêu đội mình được tụi mày nhiều không? Nhiều. 75 cái giao thông nó độ má mày thì đó, nãy em nha, đứa nào chạy không đủ nha, đủ hoặc chưa nhiều nha, chưa được nói chuyện nha.
Nãy giờ em chạy cũng hơi nhiều rồi đó. Mai chạy tiếp. Chưa, giao thông cơ. Thì giao thông. Nãy giờ giao thông nhiều rồi. Qua má ông nội đó, đó đứa nào mà tự không tự chạy được KPI nha, nhiều lần nha, học dư nhiều lần đấy. Ủa bây giờ có tập quán dư cũng kỷ luật, thiếu cũng kỷ luật là sao? Đâu đâu, thiếu nhiều quá bị tự lộn. Dư thì ok, sao em? Nãy mới nói dư thì cũng kỷ luật, thiếu thì cũng kỷ luật. Tại có event, sắp tới có event tập mặt nha. Ý sao anh kho ánh cho hai hạt nè. Ủa anh Zero. Làm sao để chỉnh cái bắn tóc. Bắn tình trên mà có video mà. Trên có vô nhóm vô siêu kho bài chưa. Nè em chưa có coi cái đó, giờ em mở tình trên mà lên nó có phía trước nè với ở phía sau giờ bắn nào anh. Ủa bây giờ anh Tiến Đạt đâu còn trong cái bê đâu đúng không? Đi toàn đi hai người chứ. Không anh coi giùm em cái. Má ông chặn xe nó vô xe kìa. Rồi bấm cái tô radar trên đầu luôn á, cái trên đầu luôn. Ừ. Rồi bấm cái xe mít ở dưới, ở cái thứ hai á, cái xe mít ở dưới á, ở trên. Ờ. Cho hai cái bấm cái đó. Đó, cho hai cái dòng mà hiện hai số 3 số 0 rồi nè. Rồi bấm cài tốc độ tối đa. À ngoài khu vực ngoại ô mình có cái 170 thì ghi 170, cao tốc 250, số 140. Rồi xong rồi bấm lại Ctrl M nữa. Rồi bấm đổi giữa tốc độ thành km/h. Rồi xong đó. Ủa đổi lại. Ủa chính đây được rồi đó. Rồi em xin phép đi tuần mình nó ngoại ô ra anh này không có lên phố. Được coi cho anh được. Ok anh, phong bội ghé thăm. Lên casino nha. Bun bun ơi. What the fuck? Màu qua người dưới. Anh Tông tôi à? Tôi bị đau cổ chứ mà xem gì đó xem bị tông. Không nhớ được bị tha. Thôi giờ mình đi kiếm kèo bắn nhau đi anh Nottobi ơi. Đi lên gần casino này. Đi kiếm là chat lên gặp CS là nào, chọn trước mặt mình kìa, chọn trước nhà mình kìa. Hay là anh em mình mua cái đồ chậm nhà vô nhà Zero chậm đi. 3016 đúng không Zero? Để chọn em bắn cho chết. Thì chúng tôi được quyền bắn trả mà. Dạ thôi anh cầu đây cũng được. Anh manh động hả? Tôi bắn anh. Bây giờ sao mình đông dữ vậy? Đông dữ em về tới đồn rồi nè, nó tới đồn. Mình có thấy trước mặt là đồn cảnh sát không? Sao mình lại can đảm thế? Dạ tại em vô lì đòn. Bạn này liều quá. Anh đâu anh nói tôi bi. Từ Bưng ơi, có án cho mày xử này. Đâu. Đây trộm cắp tài sản công dân á, xử mày phải đánh đăng lại. Anh đang ăn chè, xử giùm anh cái. Ok, em đang chạy án để anh chỉ thường. Để em gắt cho. Nè. Ai đội mình Trời ơi.
Gì vậy? Mấy cái xe qua hậu ni non này đủ má. Đang hồi máu tông cái người rớt xuống mình rớt xuống giường đéo hồi máu luôn. Xe qua hậu ni non. Đã bú lương rồi còn vô trong đây nữa. Rồi xe qua not to be này làm gì? Tôi đang chụp ảnh, tôi đang chụp ảnh. Hậu đi non này bú lương. Tôi đang săn ảnh. Phóng viên đến từ nhật báo SASD. Em đang review. Bãi cước em nói là chà anh nha. Mình có chậm cấp là hai chủng, nó hỏi gì tới 200 phút gì vậy? Tối nay anh em mình lên Sài Gòn nha anh Notobi. Sĩ quan hậu đi non này vô này. Đang quần chiến gì nãy xúc phạm sĩ quan cái xác không chạy. Ôi giờ là cản cái sức chi nạn. Chi nã hả? Sĩ quan hậu đi non này này bú lương xong rồi tôi đang nằm bệnh viện. Sĩ quan tông tôi nữa. Tôi mới không hồi máu được. Sĩ quan giải thích đi. Ai bú lương? Hậu đi non. Tính gì? Nằm trong bệnh viện nè. Có đâu? Em đi chơi game xong rồi anh ấy hồi máu xong anh còn tông tôi nữa. Đang ăn mì chơi. Qua này có tầm không đâu? Có nha, nãy tiếng đẹp hơn đúng không tiếng đẹp? Đúng đúng đúng. Đang nằm giường cái tự nhiên đẩy xe xuống giường cái hết rồi mất. Phải cướp nhà báo qua phỏng vấn em kìa, xử án. Tên không có mũi con cạc mới chịu à. Này mới mới bắt nè. Nói vậy là tôi nói thiệt bây giờ ai chửi tôi hay là ai là làm gì tôi đăng bằng chứng chị nã trước rồi xong rồi tôi đi bắt chơi vậy đó. Cà đang cài án chị nã. Hello hello anh em nhá. Ok hello anh Long nha. Anh Long muốn chửi rồi, anh Long muốn chửi thôi tụi em đâu. anh em cho anh nói quả câu chuyện hơi bị vô lý. Giao lòng. Em biết cái thằng Upin Thiu ở bên học viện không? Biết. Biết rồi. Đố mắt nó thức danh gì rồi? Rồi. À, như dung sĩ gì mà. Dung sĩ là đang gọi là thực tập à? Hay chính thức vậy? Cảnh sát viên này. Cảnh sát viên anh. Địt mẹ đó, thằng này anh cho nó ra. À, chuẩn bị bác sĩ nè. Đố mà anh gửi cái bằng chứng đi phạm cho nó. Em hiểu không? Anh chỉ gửi cái bằng chứng vi phạm cho nó. Anh kêu bảo là anh gửi rồi. Nó còn hỏi ngược lại anh bảo là ủa? Cái bằng chứng vi phạm ở đâu? Anh Đại ơi. Anh Đại. Anh bảo là cái gì mà sĩ quan công an mà đéo biết cái bằng chứng vi phạm ở đâu? Anh Đại. Thế anh kêu di chuyển hết đây anh Đại. Xong nó còn bảo là cái gì nhỉ anh cái gì nó kêu bảo là nghe tuổi nhau mà gọi anh em để con mẹ nó anh kêu bảo cái gì thay được xong anh lại hỏi nó ủa thế bây giờ thả cái tội phạm đi luôn mà thằng thiếu anh gửi cái bằng chứng anh phải hỏi ngược lại bên này có chuyện gì vậy sĩ quan phát FC nó với thằng bên CZ là một đấy anh phải hỏi có chuyện gì vậy sĩ quan phát FC bên CZ hỏi về như nó cay chơi vậy nó nè cho nó có không lên nè nó tao bị chiêu anh lên kiện á này chơi hai ạt đi này nó hai ạt á thằng bên á này với thằng bên CZ là một á cái đủ má nhưng mà anh cay cái kiểu địt mẹ nó hỏi ngược lại anh đủ má thằng anh con này nó giả vờ anh con nó giả vờ gì vậy. Đồ má giờ anh gọi nó đéo thèm trả lời anh luôn. Nói là sĩ quan phát FC ơi đép tôi với. Anh nhắn gì là nó đép anh liền à. À không, tôi lộ, tôi tưởng bạn thoát FC bên là FED của tôi. What the fuck? Bây giờ mình làm sao mình lôi nó xuống cái room nói chuyện được ra để mẹ cái thằng danh con này. Nhưng mà cái mạng. Nhưng mà bên là FED á, mày không biết à? Phát FC gì bên... Đồ trước nó là đồ trưởng bây giờ FPD á, tao là... Biết rồi. Nó nói chuyện bồ láo. Nhưng mà giờ... Nó,
giọng là biết rồi. Để ý nha, đấy, nào ra FC kiếm, chơi là nó đâu có chơi đâu. Thì đó rồi, thì cái này FBA chưa biết đó. Kìa, anh lên nói chuyện với 00 kìa, à, 002 kìa. Trường con kìa. Đâu? Phòng khách đó. Đâu đâu? Phòng khách BA đó. Phòng khách BA, ý là anh thấy rồi nhưng mà anh đéo thấy bọn nó ngồi. Thì anh lên chảnh đi. Trường con đó, lên nói chuyện trường con. Lên đó ngồi nhưng mà ý là có ai ngồi đấy đâu, anh đéo thấy thằng nào ngồi đấy cả. Không lắm, anh cứ lên ngồi đi. Anh Long sạt bay còn run roi anh. Quá hay là chuyện của chiếc nhẹ quá nhiều quá thật. Mày ông vô được phòng tiên dụng à. Không ai được phòng tiên dụng à. Ai kéo. Kéo ông lên phòng khách đi anh. Anh biết đang thấy bên trên trển có gì chiếc xe buýt màu vàng kìa, đậu có phóng dẫn coi. Ủa xe buýt màu vàng nó đâu ra ta? Đó của bên học viện. Móc spam ra, móc spam ra. Hùng má đã vậy, học viện được ưu ái quá vậy. Rồi ông đâu rồi? Không biết nữa. Ông nhảy gầm dưới rồi. Ừ nhảy gầm gầy tham rồi. Làm cái mát mừng và personal cái mát. Đạt ơi. Nghe. Tin 15 phút ăn mì nha. Ok, ủa. Không có nói treo lương nha. Ok, ai treo lương. Không có treo bú lương, tôi không có treo bú lương. Giờ không up duty được, phải up duty được up rồi. Giờ học không phải được. Xong rồi mai mốt anh hết chỉ lực, anh up duty cái là 9 tiếng luôn. 9 tiếng luôn. Sao? Kìa, đó là bàn giao đó kìa, Victor Diego. Mình chính xác, tòa án này. Thôi chưa, thôi chưa. Ở dưới đây. Thiếu tiền đó, thiếu tiền em ơi. Thiếu tiền. Tài Luân, đầu chọc. Tài Luân gửi video nha. Đây này để okay. Tôi ok. Khá vấn độ nè chú em. Tài Luân nhớ bữa mới bên MS mà ta. Đi tù vui vẻ nha em, đi tù vui vẻ nha. Nó không gửi em gửi cho anh bằng chứng vi phạm á. Kêu mấy thằng hai lai bị hậu đi non bắt. Gì cha, cái thằng mới có chuyện với tôi nữa. Tài lửa là thằng ok. Nó chơi chung ném với tao. Alo, cắt cu tay 1M2 này. Cắt cu tay đéo ừ, cắt cu tay phải rồi. Phải rồi. Trên tụi tiền cũng chắc bán thỏ hồng mua. Tao còn cái thỏ hồng nữa nè. Anh có mua cái hồng mua cát trắng. Mày chuyển ATM cho anh kìa, nó bán. Nãy giờ được hai cái mặt nạ rồi đó. Đang khổ lắm rồi đó. Không báo ngày phía trước đó. Hết tiền mua ATM rồi đó, đủ mấy định nhăn ngày lấy tao 300 rồi đó. Cô Hàm sẽ giúp việc thực tập. Ui. Dạ. Dạ. Công ty kìa, nó tụi bị. Bởi ra là xúc phạm cái quần cả trái nhá. Dạ. Dạ. Cái lồng mẹ mày. Dạ. Bò lưu xa này nào ta. Ê, anh Yellow ơi. Bò lưu xa. Hôm qua hôm bữa em đợi anh hai giấy dao anh nhớ không? Em chưa được 2 cây. Đã, hai giấy dao mà em chết luôn anh. Em khét chạy. Thôi giỡn anh ơi. Chứ em lần đầu em gặp anh á. Ô, cứ dân gờ bây giờ. Sơn đồ. Sơn đồ. À, cư dân ở bên Việt là nó nên chiêu đúng không? Cứ dân gờ bây giờ. Nghe tên biết ai nhỉ? Cái dân này đâu đây? Gặp phải anh đi. Để làm mail nè. Còn để SD nữa chứ. Đổi là Sandlock. Sandlock. Nghe đổi tên game tao bị kích tài khỏi đây thì sao? Ừ, SD là Sandlock đó. Thấy. Đồng ý nè, đã ngay từ đầu là có ý định như thế rồi, đúng không? Thế nên mới đặt cái tên như thế. Mày hiểu gì hết á. Cái gì nữa? Không mẹ cái đá cái miếng cái đá cái sàn đó no name kill. Mày hiểu gì không? Anh tin là tôi chú phạt chú hoàng cảnh sát đi tù lâu anh tin nè. 30 rồi tập cái bill là có bill không hả? Trong đó sửa rồi sửa cái gạch màu vàng nó xóa hết chữ.
Anh em ơi, quýnh đại xỉu anh em ơi, cầu bệt quá, cầu bệt quá, bú bú nãy giờ rồi, 2.000 lên 70.000 rồi. Em cho nó nghe, bảo là có lần 1 và trở lại cấp mới. Bầu, bầu chứ phò, bầu bầu phó phò à... Bây giờ... Lúc 2 nha anh em. Bầu, bầu kia gian G bây giờ kìa. Lậu mẹ, bầu ai, lúc bây giờ mà, lậu mẹ giờ đó chỉ có lúc bây giờ mà thôi chứ bảo anh nữa giờ. Đề xuất thêm một phó phòng của mà. Biết thì có rồi. Giờ còn Luffy với ai? Nghe rồi, giờ có Luffy đâu không ai á. Nếu mà bầu á thì đội em điều lách thì nó ập lâu rồi sao mà bầu được. Giờ có bầu Luffy thôi chứ. Đây, điều lách nó cũng kinh nghiệm nhiều hơn Luffy. À, Luffy giờ con gì vậy? Luffy Tăng chỉ vũ khí trái phép là 30 nữa anh. Đúng rồi. Nhớ làm clip thì thu nha. Ý là còn cái giáp, còn nó còn giáp còn 2% mà thu giáp thu luôn, có cái giáp thu luôn 20, cái giáp 20 nữa. Anh em bầu môi DZ lên lòng bóng bồng nha anh em. Tụi ấy ý kiến này. Sạc Bruno lên chở xe. Sao được không môi? Được không, đụng mẹ nhắn tin luôn. Môi thì nghe phố phòng, nghe phố phòng cũng sướng lắm. Nhưng mà làm ăn thì như cứt vậy. Đúng vậy. Đậu má, tôi làm ăn đủ luôn hả cho. Đậu má. Gãy liền, gãy liền, gãy. Gãy cái xỉu liền, gãy cái xỉu liền. Nó anh em theo bệt cái gãy luôn. Dính bản đề xuất à. Đúng đúng đúng. Đi nè, nó tôi bị. Cái này chắc chị bệt nữa quá. Vậy thôi, vậy thôi, cái này vậy thôi. Em đây nè, anh chạy đâu vậy? Cậu má sao tên tắt còn thiếu một chút phố bầu ta. Cái kiểu này bầu em sợ ít tên tắt luôn á. Thằng tên tắt cái màu bó phòng, tên tắt bó phòng, không? Hồi xưa là Nguyên đổi có màu phố phòng là hiếm rồi, hai thằng là hiếm nha, chưa. Này môi DZ lên làm phó phòng mà anh em ơi. Ồ, má môi DZ lên làm phó phòng bầu cứ không, cho. Không, lên phó phòng Nguyễn Lực là chắc Luffy á. Nguyễn Lực làm thư ký luôn. Nguyễn Lực á hả? Nguyễn Lực kia đi bán muối đi chứ. Thấy Luffy nó thư ký nha, nó phạt bia tôi không biết giờ. Tôi sẽ về sáng nữa kìa. Phạt bia không biết giờ. Trời ơi, phạt đồ má. Đồ như đồ nữa. Đang đi đồ cho vậy. Chết luôn. Quá tụng hơn. Đâu vậy, đi nhà phút cái chết sợ luôn. Tôi nãy giờ tôi mới ăn game luôn á. À, hay quá. Game đụng quá bị bà. Cuối đi, mới đi tù xong rồi. Đâu đâu, anh Long Sackboy lên làm việc với thằng Ubichu hay gì kìa. Đúng rồi, nãy giờ ông đang nói chuyện trên trển. Ủa con cô e xin là tầm 500 đúng không? Đúng đúng. Đúng đúng. Rồi anh em. Rồi anh em. Mấy giao thông đi anh em ơi. Ấy BA dành ăn của mình rồi, mình giờ anh đăng lại của BA đi vậy không? Đi chụp bảo an nè. Con mắc Laroan thì sao? Thôi đừng mua con đó. Mắc được gì có 200 mà. 200 ngàn á? Đúng. Chứ đó rẻ mà. Mới gần 2 ngàn nữa à. Đang kiếm xe đi zone. Ta đưa mày cũng sĩ luôn mày muốn tao nha. Ủa sao anh thấy nó treo mình 12m nè, mắc lao đen nè. Nhìn trẻ cho đâu anh em ơi, em té hát Vin rồi. Vin giống mà ý mày đang tính là con mắt là gần Vin là 12m, còn con mắt là gần mà bao bọc là 200 ngàn đúng không? Luffy, chiếc Luffy có 5-6m à. Ủa, chú Phạm chú Phạm tàn chữ, dù có giáp phép tàn chữ giáp rồi mình không còn thắng được phút đúng không anh? Ừ. Dạy cho đôi mình đăng mấy em mua cho coi nè. Ủa? Thôi 18m luôn. Tao cần là 9m nè. Và 200 ngàn thôi. 200 ngàn ATM hay là mấy đi lên. 9m hả? Hả? Nè. Từ từ, nếu mà... Tầm 500-600 á. Mới có nó Toby đó. Đó. Này mấy Toby ơi. Má rồi nha. Tôi xin lỗi tôi rồi, tôi chân. Mấy bảo này mới bị thừa mà. Alo. Em ngộng vãi. Ừ. Alo.
Alo. Không, nhưng mà ông nhấn để nói thì mới giọng nha. Đó, 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 đó. Đó. Đó, 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 giờ. Hết chưa, hết chưa? Đâu, 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 alo, bật bít lên rồi nói hơn rồi. Vẫn còn. Hết chưa, vẫn còn. Trời ơi. Chuyện sao? Chị em chị coi. Long Sách Boy nói chuyện thử. Chỉnh sao để hỏi bị vọng hả? Mày... Alo, alo. Alo, nghe. Ờ, vẫn nghe, vẫn nghe vọng lắm. Để chỉnh chỉnh hai mic bên hai game coi nó nhấn thì nói chưa? Nói chưa? Từ từ, từ từ. Mic bên này thì nhấn nhấn để nói mà. Nhấn để nói hết rồi đúng không? Đúng rồi, mic bên kia chỉnh nhấn để nói mà. Kỳ ta. Bún ơi bảo thằng bé rong thích con mặt con mặt la rai luôn anh mua hết. Bút tơ zero nè, ơi mẹ ở đây có bút zero nè. Gì? Ủa má chơi hàng ai zero? Ê, tao đi tiễn vô người yêu coi. Cứ dân gờ bây giờ. Vang phóng ra cái review nè. Vậy? Dính vui quá vậy? Anh dính chơi ra. Rồi đủ, á à, tôi vô con view hồng công ban luôn rồi ơi. Công ban. Tây ga vậy nè. Tây ga. HTK là hội tâm kê. Chơi đó, tâm kê là hội ba gà à. Đúng rồi, tâm kê ba con gà. Hết rộng chưa? Hết rộng chưa? Hết rộng chưa? Bây giờ anh lái xe em ngồi nghe chuyện cái. Hết rộng chưa? Mic hết rộng chưa? Đâu? Cũng đỡ rồi. Đâu. Alo. Đỡ xíu rồi đó. Đỡ thôi nha. Đỡ thôi. Cái rồi má bị sao vậy ta? Từ từ. Hết rộng chưa? Tắt xe vào lề vô đi bạn ơi. Tắt xe vào lề đi, tắt xe vào lề đi. Đâu? Nó lại rồi, nó lại rồi. Alo. Alo. Alo, thả em mình nghe mic không? Alo. Nghe không? Ok, ok chào bạn nhé. Tôi là Mario Zero đến từ bến xe AD này. Quá trình tra tôi bắn tốc độ khu vực cao tốc D nhà tù á. Bạn có hành vi đi xe quá tốc độ. Tốc độ của mình 295 so với tốc độ khu vực mà cho phép là 250. Mình có tắt đèn, tôi đang đi chân nóng mà không. Ok, mình xin chờ. Mình không có bằng lái xe nè, mình xin đặt bill mình nhé. Ủa, tôi có bằng mà ta? Không, mình không có bằng vậy, chấm chơn à. Chắc bữa reset là
Thằng bill của mình 25.000 nhá. Ok, các bạn hợp tác nha, nhớ đi thi bằng lái xe nha bạn ơi. Không mà gặp. Ủa tôi hỏi ông nè, để tôi hỏi cái nè, giờ cái giờ gần sắp hết kết thúc về sự kiện chiếm đóng mà tôi chạy tốc độ vậy sao ông? Không lẽ trong giờ sự kiện tôi phải chạy vậy tốc độ 120 đâu bạn, khu vực cái răng tôi đang hồi 250 lận, bạn chạy tới gần 200-300 lận, tôi bắt như bình thường sự kiện giờ sự kiện giờ chứ mình cái này hạ lỏng ra thôi chứ cũng bắt bình thường hiểu không? Vậy okay. Tôi cũng hơi khó hiểu, hồi trước hồi sự kiện là đâu có được bắt đâu. Đâu, giờ cái giờ sự kiện giờ chỉ được thả lỏng thôi chứ không bắt được. Ok, các bạn hợp tác nha. Nát tôi bị. Đúng rồi, đúng rồi. Mua liền luôn hả? Mua liền. Đã vậy? Giao dịch chưa? Tôi anh còn thiếu 50. Là sao nữa vậy? ATM á hả? Ừ, đúng rồi, anh còn thiếu 50 để đi mượn với các bạn á. Luôn ra tuyển dụng một với anh ấy. Không có việc gì làm hay sao á? Đi đâu rồi? Đâu á? Bằng chứng vi phạm anh gửi chưa? Bây giờ anh gửi là bằng chứng vi phạm phải đợi tập 10 phút không? Có chứ. Có đi tàu đầu lên 10 phút mới gửi lên. Không, ý là hiện tại anh còn phút để ấy không á, tại mới gửi lên rồi. Rồi em gửi cho anh cái video này, anh gửi lên trên đó cho em nha. Ok. Cái gì mà em nói chuyện thôi, em chơi với con
cổng. Đấy chị ơi, bắt lộn với những cái dịp tào lao không? Bởi vì rồi bên đây hết nhưng mà chị chết thì bạo loạn hoài đâu phải. Sending. Ủa này không biết tin hay mấy lâu mà 700 thôi. Gì? Cái bắn tốc độ bên phải hay là bên trái, nằm bên trái? Bên tay phải mà nó. Bên tay phải mà sao? Từ đâu xin tiếp bên xe. Đi coi. Ủa này. Đâu á? Anh xem chiếc Aguma này chạy tới 200 cây không? Đâu bạn chạy quá chậm bậy rồi. Con này không phải lép này chắc nó rẻ. Khu vực cho chạy được có 170 rồi. Còn nó là phải liền. Đúng rồi, mà chiếc này không bao giờ chạy lên được 200 hết á. Ủa anh Zero anh ra đem. Lồn phong thiên thì mẹ Zero. Em có thể hiện là 200 cái bao vậy. Đâu đâu cứ gửi clip đi. Clip xem đi. Đó anh cứ gửi là một chiếc điện thoại mà anh lên xem đi. Không, gửi video luôn, gửi hẳn video luôn. Ở gửi video đó. Đâu? Đấy, có đâu? Còn 4 phút nữa về rồi. Còn 4 phút nữa. Đâu, gửi cho. Gửi đi. Em nhanh em thấy hơi tốt mà vậy chứ. Nè em buôn về đồ nè, thằng anh mày không thiên đâu. Rồi anh chia đồ em được. Ủa chứ 203 cái bên là gì? Cái là cái thằng lúc trước mình bắn được á. Ủa, hàng chi nãy giờ em hỏi thấy sao em lên xe nó cứ hiện 203 hoài. Thôi thả bạn. Giờ chắc xin lỗi người ta một tiếng. Xin lỗi. Hãy giết tao ơi. Hãy giết tao ơi. Trời. Ủa bạn hỏi nó cái số 203. Hãy giết tao ơi. Đúng không? Alo. Mấy ông nội 14k DS nên mình rót đồ rồi hỏi. Trời em thấy cái số 203 đó từ lúc nào rồi chứ. Thì ai giết tao mời bạn ra đây. Cái này chắc bạn ấy xem nhìn lộn. Thì bạn cho tôi xin lỗi là tại bên tôi á cũng là lần đầu đi. Alo được. Alo cả giết. Ai giết rồi. Nghe nghe nói lại. Sếp ơi, này không xin lỗi được sếp ơi. Nãy giờ sếp làm em mất thời gian hơi nhiều rồi. Vừa rồi,
Thôi bạn bạn gọi là cung cung ấy bên cảnh đúng không? Thì ở cái cái trường hợp này là không ấy được. Chắc cái bạn này lần đầu test cái độ mà bắn tốc độ không rành về cái này vậy. Nhưng mà đúng có cái chuyên đề để bắn tốc độ không Zero? Có mà. Bạn này mới thực tập à. Thực tập gì đâu mà kỳ vậy. Bây giờ chưa chưa thấy bạn Tâm ơi nữa là đã thấy cái số 203 rồi. Mà cứ ngồi đó cãi mà trong cái đó chiếc xe này chạy làm gì tới 203. Thì tôi đâu có làm việc với anh, tôi cũng xin lỗi ai với Tâm ơi mà. Ủa tôi đâu có làm việc với anh làm sao? Ủa chứ nãy giờ tôi đâu có làm việc với anh. Ủa nhưng mà bạn làm việc với tôi nè, nãy giờ bạn lên bạn lên đồn nãy giờ rồi đó. Cái nãy giờ anh làm mất thời gian mới vào chứ. Cái này có gì bạn không trả lời tôi nha, tại vì bạn này mới vô đồn chưa rành về cái mà bộ. Thông thông cảm không được rồi. Đây này phải bồi thường chứ sao chứ không thông cảm không được rồi. Công việc tôi nhiều lắm rồi chứ đâu có rảnh thời gian đứng đây nói chuyện với anh đâu. Không có thời gian mà nãy giờ đứng cãi với người ta mà là không có thời gian. Dạ, anh muốn tôi bồi thường cho anh với tôi. Alo. Tốc độ là... anh đưa bao nhiêu anh thấy được thì anh đưa. Bây giờ đưa 15 ngàn, tốc độ 15 ngàn. Làm việc cẩn thận vào nữa. Lần sau nha, để ý nha, nếu mà cái bắn tốc độ mà nó hiện nha. Nó lúc đầu nó khi bắn đúng không? Cái bên trái đúng không? Cái bên trái nó hiện lên đúng không? Đúng rồi. Khi nào mà nó nếu mà cái độ bắn tốc độ mình nó bắt được á thì nó hiện sẽ hiện cái nó sẽ hiện nhấp nháy bên cái hiện bên trái mình á. Cái bạn to á, còn cái bạn cái mà cái màu đen đen á, cái chữ đen đen đó chính là cái mà mình đã bắn lúc trước. Bắn lúc trước á. Ok. Nó khác rồi đó. Anh đứng đây anh bắn tốc độ luôn hay gì anh Zero? Mà đi về thấy xe đi, xe này mất có 27 rồi. Điện thoại kêu sao đi xe cái của chết á. Nãy giờ có 2 3 đứa thổi ham vụ này á. Có gì lên room lên trên ngồi chung mọi người nha, đừng ngồi room tách. Trên rừng ngồi chung đi. Quán tốc độ ấy. Đứng chạy quán hết luôn. Va đại luôn đi, mình bật cò dí, nãy giờ chạy xa này đường. Xa này đường. Biết gì rồi bỏ bê. Biết gì rồi bỏ bê. Biết gì rồi bỏ bê. Thank you.
cứ nào lên cao tốc B chạy lên xíu ơi, lộn tin vô đó đầu tiên thôi à. Cái gì anh? Là mày đâu rồi, đâu à? Mày chạy lại cao tốc B, chạy lên tí đi, tin vô làm tốc B đúng không? Ừ, thì lại mày coi xử lý này nha. Nó bị tội gì? Ủa má, cái bọn hù đại hù đó. Mày rõ tại sao? Mày đưa anh đứa tiền cho mày đi. Ra tốc D nè anh. B lên xíu. B hả? Ủa này cao tốc 270 mà, bị gì vậy? 250 à, ra 273. Cao tốc mà. Cao tốc 250 à. 250, 250. Ờ mày. Mày lên chưa? Mày lên chưa? Lên vô em thấy rồi nè. Em tao xuống nè, xuống nè. Xuống nè, đủ lại được rồi, chứ chạy đi tao đội tiền tao à. Làm hỏi nó đủ má sao đội tiền ta. Đi sai làn đường kìa. Nó dí luôn, bắt nó làn đường luôn, bắt làn đường luôn, bắt luôn. Lên. Làn đường luôn. Có làn đường luôn rồi, xíu nó chạy xuống đó luôn. Mẹ, Zero nhanh vậy. Cái gì vậy? Thằng nào? Cái thằng tên vô chạy thẳng luôn, Zero này báo thiệt. Nào thấy đâu? Tút trên nữa, Zero một kẹt, tên vô một trăm. Nếu đọc BK ta. Nó tưởng mày mày dí ăn xe điện chứ. Tự nhiên ông đâu xuất hiện ông... đọc BK gì. Đọc BK. Mấy ổng tông hết mất. Ổng tông mất dấu luôn à. À thấy rồi. Để cho một chỉ đuổi đi vô một cam mà. Đang hướng về cầu cao tốc nè. Cầu cao tốc dưới hầm sân trường. Đạt Ruby đúng không? Đạt Ruby đúng không? Đúng. Đúng rồi. Ờ nghe tiếng súng luôn kìa. Này nè, này nè. Xuống xe nè, xuống xe nè. Rồi tao roleplay. Ấn ca kìa, nó ấn ca. Có anh bắt đi em ơ. Có xuất đầu hàng hả? Rồi mình bắt á. Trong đây thêm nguyên vụ không? Má cho roleplay dạ. Anh em. Sao anh nhà bắt đi em? Lộ chạy đi rồi. Vậy, nó trong nối mà, nhìn được taxi đó rồi. Ừ. Trong nối thợ điện. Đủ, là gì trong nối thợ điện. Đi lên, trên ống ca đầu hàng chứ. Nghe không rồi play tí nào. Hùng, cái nó ống ca lại, lại không rồi play. Nó chứ là nó quỳ xuống. Đúng rồi, cái anh quỳ xuống. Không nghe nó rồi play ha. Cha sẽ ở công trường có tiếng súng kìa. Mình mời video kìa không? Thì bây giờ nói cứ nói nó là anh đi sai làn đường, tôi hút rồi tôi dí anh. Anh có hành vi chống đối đó thôi. Tôi biết gì? Ok. Cái vụ này có thôi, cái vụ trận xanh đòi tiền á. Đòi tiền có, nhưng mà cái đâu có nằm trong bộ luật. Nên là đâu có xử cái đó. Mày chỉ thử là nó đi sai làn đường thôi. Đúng không? Sai làn đường mà có hành vi chống đối. Kiếm cái bị đồ mấy tao đưa tác cho. Anh công dân là bởi vì anh tương tác với ai? Nè, tí, nó làm chi vậy? Trời nó quay lại đi rồi, nó chạy rồi bắn, điện muốn rồi lắm tao. Tao định kêu mày lại mày hù quá thôi. Nói mày hù mày tiền ở đây. Đủ mẹ lại kêu đó một tí. Nè, mày bắn luôn. Mà cái đồ tiền nó làm bộ luật không anh? Luôn ơi, xử nó anh đi đái tắt. Cái đồ mày đã nói không? Xử nhanh đi đái à. Có kìa. Nè, giờ em cứ tới thế này nè. Đó là anh có hành vi xe làm đồ. Thú rồi. Anh xử đi, để em bắn Phong Thiên cho Phong Thiên muốn giả kiều. Tao xử hả? Đi đái này thôi. Thử tụi mày đi. Chạy, cố xử đi.
Bi nạp sử không được nó ngủ má. Sao làm gì trời, ngại nó hay gì. Hero, thử đi Hero. Buôn ơi, tỉnh tội nó phát đánh đi đái nó. Nhưng lên xử đi trời. Lừa. Mình xuống xe nào, Vinh Lan ơi. Ok, alo Vinh Lan ơi. Alo, alo, nghe này. Ok, chị Vinh Lan nha, mình làm rồi Zero, tôi xuống xe đi. Cũng quá trình tôi tuần tra giao thông. Mình đi sai đường đường, đi một đường. Dạ, dạ. Ok, chị Vinh Lan. Mình cũng có bằng lái xe đó nè. Kêu tội đi xe xe đang đường còn lái xe ô tô mà lái nha. Bill của mình 25.000 rồi. Ok, các bạn hợp tác nha. Nó đi thi bằng lái đi, hôm mốt là người ta bắt người ta thu xe luôn chứ. Thu xe luôn chứ. Ủa thi bằng lái ở đâu vậy anh? Em không biết. Ở khu đây. Ở khu. Đâu. Rồi để tôi xem coi, xem lại cái map coi. À anh ấn chat anh ấn chat anh sẹt BT 8047 đúng rồi, sẹt BT 8047 đúng ta ông 7087 á, mã vùng 7087 có cái hình bánh xe, có cái hình vô lăng á. À em thấy anh này, em thấy anh qua đó thi nha, mình đi xe gì mình thi bằng đó. Dạ, cảm ơn. Có cái giáp đi nào. Cái giáp nè. Mẹ không đi tù đúng không? Đi mới vô gương cho những người ăn hối lộ à. Chị Quang đi
công lực hay gì tác tôi nhỉ? Tôi đang tương tác cho không. À có không ấy à? Tôi đang tương tác rất mệt. À con mới nói nha. Tôi là luôn có mới nói nha. Tôi không tại sao có phòng xử án lập ra để làm cái gì hả? Lập ra để cho mấy anh ngồi với tôi đóng ngồi. Sao anh không ngồi? Thì tôi thích. Thế thì chuẩn bị ăn vào máy kỷ luật đi. Tôi lười. Tôi là tôi làm việc với cấp trên của anh rồi đấy. Cấp trên. Tôi nói cấp trên của tôi là lính tôi luôn á. Ủa là tôi nói anh làm việc cho đàng hoàng ấy nhá. Đừng để tôi thấy tình trạng này một lần nữa. Tôi mà thấy là nặng đấy. Bà lá đít luôn à. Nặng đấy hả? Nặng dữ ta. Tối anh em mình ra cu gái rồi. À, bị thế tôi không có sợ mặt với anh Modifest đâu nha. Mày mười đông nữa. Tôi đề nghị anh em bầu tôi lên làm phó phòng để tôi diệt lực nha. Đây thì anh đây, tôi tặng anh muốn anh phó phòng thì... Mày mười đông nữa. Cái lầu quá, thằng lầu vui này. Tôi đề nghị em không được chửi thề trong bây giờ làm việc với nhau. Này vô đây nói chuyện mà em có nói đâu, chửi em. Đúng. Anh xin lỗi. Ôi dạ, tôi dính con bát rồi. Đang yên lành tự nhiên dính con bát nè. Đủ ngựa. Sao xe mình hư rồi mà mình không đi thay đi luân khển. Anh không đóng tôi nè. Anh không đóng xe tôi nè. Tôi đóng cho cái cửa nó đóng vô. Kể coi. Tôi chích anh một cái là anh chết đấy. Chưa nhắm được không mà. Dạ. Mấy chị Quang ơi, bác đối tượng nên em chiêu này về đồ đi tôi. Em bị gây rối trật tự công cộng rồi. Cái gì? Cái nôn em chiêu này sao tấn công thì quát bên tôi. Bác bỏ 10.000 phút. Đi xe bà ơi. Đi buồn buồn ơi. Dạ. Buồn đi chơi không? Đi chơi không? Đi. Đi thay đồ. Hôm qua xem mấy xe qua xem mấy kia nó bắn gì ta. Từ từ để tháo đồ ra bớt cái đồ hơi đầy rồi. Nhưng mà chạy ra nó mất cái hình đầu lâu rồi, nó bắn cái không đi tù. Với lồn, đây cho anh xem nè. Chắc em chỉ phá xem chạy thử con đó rồi. Chạy thử con đó rồi. Ok. Anh em mình là anh em sinh đôi đúng không? Nè. Ờ sinh đôi nhưng mà cháu mày khác áo tao á. Lên xe. Để bấm up đu tiên chơi. Nó mất cái đầu lâu nè, bắn đi tù nè. Mắc công gì luôn, nó bú lương nữa. Đúng đi anh. Anh em mình đi kiếm phong thiên nè. Mày bú lương, mày là chùm bú lương à. Ai như ông on duty rồi ông chi liên minh. Bằng chứng, mày có bằng chứng chứ. Ê từ bà qua gara lấy xe mới cho nó mới. Thôi xe này đại luôn đi anh. Hai thỏ hồng đi báo. Anh tí nha, anh xuống tầng anh đất đồ á, đúng rồi đi. Đúng chết okay, anh. Tin em, tài năng này sao chết được. Rồi. Mười điểm cho Zero bắn tốc độ nha. Sao bị gì nó đến hết tên. Bắn tốc độ 10 điểm nha, bắn ngay lúc mà ta xuống dốc không à. Rồi sao ta phanh kịp. Đó. Bắn
thì hành trình tôi tiến vào một vùng nơi xa lạ. Zero thì 10 năm nữa. Zero ơi, Zero. 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 Zero rồi. Zero. Lẹ. Cảm ơn ship nha. Mấy con kìa, chạy vào zone đi, chạy vào zone đi. A ship gì rồi mờ kìa. Ship đợi ngay lúc mà ta mất thắng thì chạy thẳng vào zone đi, chạy thẳng vào zone đi. Chạy thẳng vào zone, không ship đâu, chưa nát bây giờ. A chỉ tiền nữa, không biết lát khó chịu quá. Control cho nó đè cái lớp xuống, control cho nó đè cái xe xuống. Sếp bắn kìa. Cái lần nào, ông bắn kia kìa. Chứ sao, chống đối rồi. Đúng. Chúng tôi không thích nói nhiều nha. Đúng. Mười năm nữa. Đúng. Tiếp thì có 10 năm nữa mới bắn được tôi. Đúng. Đi lại xem mới anh ơi. Ổng bắn hết rồi. Chạy gì cất kia bắn lốp cái ổ mới hết đi luôn. Anh em mình qua Gaia Zone thiêu lốp lại nha. Anh nói tôi bị thay lớp lại, thay xe lại cho anh. Zero thì có 10 năm nữa mới bắt ẩn được mình. Có vô giòn đâu, ga giòn rồi mà. Người ta đang đi thiêu lại xe mà. Chiếc này đã quá, giá nhiều quá anh, nó tôi bị 700. Chặt nguồn chiếc quá, đảo quá. Nè, đi cái bắn lốp cái hết chạy rồi. Chắc em mua con ơi. Mai mốt anh chơi chán. Mai mốt anh chơi chán thì anh bán lại em. Con này giống con normal á, một con lát á. Mai mốt anh chơi chán thì bán lại em. Ok. Thì tôi đang ở Gaga 3 Zero ơi, mình có qua được tôi nữa không? Tôi về ngoài ô rồi, tôi không lên phố. Tại ship làm gì được lên thành phố? Nói sao vậy, tôi thích lên nhưng trình độ ship lo người khác. Thì tôi đang ở công trường, ship muốn gì ship lên kiếm tôi. À, mình chạy ngược chiều vậy có nhầm khi lỡ nó bắt mình không? Cút. Đưa con tay vào vạch nó này nó bắt. Netbo coi, Netbo đốt lốc nó bắt không?
tốt cho mặt nó. Hình như là SPD để coi check room thử rồi. Hình như bên nó có mấy người mới vào qua đồn chọc. Chọc. Ủa trong đồn mình có biệt giam không ta? Có. Nằm chỗ nào ta? Dưới. Sao không thấy cái nút E để tắt nha? Có đồn. Nó có biệt giam đúng. Nghe em. Có em. Đi tù 1000 phút nha. Đi tù 1000 phút nha. Quốc nó. Thôi anh em mình vô doanh bắn luôn đi anh ơi. Lên đồ người ép con bé đi ra thế nào á. Người vô bẻ thuộc á. Lên đồ nào anh. Nghe tiếng súng đâu đây nè, đừng nghe đã quá nha ta. Anh em mình giờ chán quá, chắc đi bắn nhau anh em ơi. Đúng. Bắn ở đâu? Thì bắn cầm. Thì bắn không? Có được ai có đi đâu. Má Zero đéo cấp độ tôi thấy quế rồi. Zero. Đây, nhắn tin cho vô đi. Cấp độ cho em cái Zero ơi, cấp cho em cây cái hồ trời đấy, cho lấy rửa tay vô. Cấp cho em cây cây AB với lại mấy trăm cái còng kìa. Mình có giấy nghĩa vụ quân sự không mà đội cấp AB. AB không được nha. Không phải có giấy nghĩa vụ mới được. Đấy, cấp còng được. Ủa kỳ vậy. Chứ sao súng ngành được xài mà AB không được xài kỳ vậy? Thì nó là súng ngành đâu. Ừ, AB súng gan mà. Ủa AB có cái viền đỏ chứ gì? Không, AB chỉ có AB viền đỏ. Có. Không, trong đồ mình không có. Này xà giáo nè, này xà giáo nè, anh em mình quay cộng lại. Cái kho mua súng là ở đâu ta? Cấp bị đập chết rồi. Với lại cấp tập không được cầm AB nữa. Cái AB cái súng đục á. Về nó lấy thay đồ, mượn xác ép bắt nó luôn. Vậy anh cấp cho em cây sờ bê sờ với lại hai cái giáp noi. Thôi em bị cái luật mà. Nè cấp cầu không? Để lấy cầu luôn. Cấp lấy cho em 100 cái cầu em. Có bị ảo không? Đây tôi đang 50 rồi. Đây lấy cho. Nó bị cấp súng 4 mấy ngày mà. Cấp súng 1 tháng. Em đang trên đồn á nha. Em đang trước đồn á. Nè. Làm hồ sơ nha. Em làm hay anh làm? Làm mấy người cấp là được. Nó vừa bán cái gì ra vậy em? Má năm em cũng không biết nữa, ngã bắn mình nữa. Giờ đâu có cái cấp độ tôi không? Để tôi biết tôi vô game nè. Cấp cái gì? Nó luôn. Cấp cái giáp với còng. Lý do mất cao. Cái giáp hôm bữa đi chấm thi đó. Dạ rồi, tôi muốn báo án à. Kia sử dụng vũ khí nơi công cộng. Và tại chỉ giáp cấp. Qua là S4 nha. Mày giỡn mặt rồi. Quay. Quay. Thằng này được. Mày nói chuyện với ai đó ta? Về anh em mình dẹp loạn cái đồn luôn anh Toby ơi. Nào mới đi con mẹ đấy, nói ai nghe ơi. Mày 10 năm nữa. Rồi giờ đâu có cấp không để tiếp theo game nè. Vô đi. Hôm bữa kêu cấp, không có cấp thì quế rồi đó. Ai biết. Em biết gì kêu cấp quá chịu cấp luôn cái Zero rồi. Ờ khu cấp á làm tôi bị cam sát 4 lần. Trời mất dài vậy đủ má. Tụi mày là có con có cháu rồi sao mày đứt con cháu mày vậy mặt luôn. Gì vậy trời. Mày đừng bắn mất giáp. Zero xài giáp găng nè bắn nha. Ngửi sách môn. Trời mất dài vậy đủ má. Tụi mày là có con có cháu rồi sao mày đứt con cháu. Em với anh thử bắn đảo xuống điện không anh Zero. Hai thằng SABD tới chơi nè. Gửi sách buôn.
vậy vậy thôi là cút rồi nè anh Zero, vậy thôi là cút rồi nè. Con này là có con có cháu rồi, thằng Thủy Đức con cháu rồi thằng luôn. Mỗi quần chăm giáp. Giáp đó mà sợ gì? Nhưng mà đi con. Anh muốn thì em anh muốn thì em mua cho anh 1000 cái giáp cũng được. 2 mét kìa, 2 mét kìa. 2 mét kìa luôn rồi. Rồi đề nghị Mr. Zero. Rồi, đề nghị Mr. Zero. Mà tôi làm gì bắn tôi? Lý do làm gì bắn tôi? Lý do chỉ súng vô người dân kìa, lý do. Anh mày có hành vi chống đối gì trên xe, trên xe mà bắn cũng rất là. Mr. Zero đề nghị đồng chí xuống cấp cho tôi á. Lý do. Lý do. Anh có hành vi chống đối này được lại. Lý do chỉ súng vô người dân, lý do chấm hỏi. Lương khểnh kìa. Đừng có mà lý do. Đúng rồi. Nếu bắn chết tại đây gắn mất súng điện ngán chịu nha. Nói rồi đó. Rồi đừng bắn súng điện nữa. Đâu? Làm hồ sơ lúc nào vậy? Rồi làm hồ sơ rồi đó. Lật. Cái gì? Làm hồ sơ lúc nào vậy? Lúc chấm thi cho em Dương đó. Đừng để đi kiện nha. Người dân chưa làm gì chỉ súng cho người dân nha. Ôi quay mặt kia tao. Anh em cứu. 15 tháng 1 hả? Ờ như vậy á. Đúng rồi. Ủa còn cái người anh đâu? Ờ ai còng vậy? Nè nè ai còng vậy? Ai còng vậy? Ai còng vậy? Ủa ma còng hả? Ờ. Ờ. Lưng khểnh chứ ai. Nãy giờ người ta đứng ngoài mà còng gì? Ờ. Ờ. Ủa ai còng vậy? Ai còng vậy? Chết mẹ rồi, đồn có ma rồi, bỏ đồn này thôi. Lồn má ma kìa. Mở 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 giùm cái lưng khểnh. À, đủ ai là đi ngay tường bị lật cầu rồi, bãi lùn rồi. Nó ảo bãi liền. Cái đồ mày thấy là cái đồ mày thấy là không ổn mà xin cho em xin chuyển công tác luôn á, cho em xin chuyển công tác luôn á. Ủa sao cái ảnh của anh hình người anh đâu? Người anh mất giáp đâu? Tôi thấy anh mất cái giáp gì? Đi giờ anh em mình lấy súng găng kéo qua bắn kìa. Kéo qua bắn kìa. Có mà. Cái áo ba trầu SSD là khi nào mới được mặc anh? Cái bộ outfit ba trầu á. Là thực tập là không có được mang cái gì ngoài bộ thực tập á hả? Lúc anh đang lộn nhào vậy thôi, lúc anh đang lộn nhào. Áo mưa với lại áo gió là phải thượng sĩ mới được mang đúng không anh? Đội phó đội trưởng. Anh được mang hả? Qua đây qua đây. Anh lại. Coi nè. Anh cho em được không? Cho em mà cho em sao nữa? Cho em mượn em mặc thử. Thì cho mượn đi anh rồi cút luôn à. Làm hồ sơ nha, làm hồ sơ nha. Thôi anh còn thương em lắm. Làm hồ sơ cho lực. Ok. Mới lấy gì nữa không? Rồi xe là mời nè, có video, có video, có video. Nè. Làm hồ sơ chung với cấp luôn nè. Nè xe là mời nè, bắt đi nè. Nè bắn hạ đi, xe là mời nè. Nè. Thử làm cái nữa đi. Nè thì bắn hạ đi, nè xe là mời mà. Bây giờ thử làm cái đi. Anh kêu tôi muốn lên ép rồi anh bóc móc cái xe sò ra làm chi vậy? Không, đi đừng phá. Phá đồ khác được chứ. Mà đừng bắn luôn rồi. Má tính ra cái súng điện này hàng nào mà không cài phím nhanh bắn cái lỡ té luôn á. Đồng chơi cho lượt. Thôi, xong rồi đúng không? Tôi đi. Anh lật. Sao? Anh nhìn chat ra, anh nhìn chat ghê, coi sợ ghê không? Chịu. Nhìn chat coi sợ ghê không? Má.
hai round nữa mà lâu quá. Tôi về trước đây. Gì vậy lộ? Anh đang đâu anh về rồi? Đang đồ. Sao không thấy ai vậy? Đồ. Ủa em nhớ lục AB là được xài mà ta. Không được, không được. Đồ, đồ không cho. Kỳ dữ vậy. Là phải thượng sĩ mới trở lên mới được, trung sĩ mới được xài hả? Thấy lục AB đi bắn lớp chứ sao xài súng điện được. Chứ là trước giờ anh có xài lục AB không? Chứ sao em thấy kiểm tra mấy người, em thấy có vài lúc em cầm người ta em kiểm tra người ta thấy có lục AB mà. Mà viền đỏ luôn nha. Bên LSPD là thực tập là được xài. Trình độ chỉ cần bắn súng điện là đủ bể 4 lớp rồi. Toby với thằng sách cũng đang trên phòng khách FIB trên bị kiện hay gì. Xuống xe bạn ơi. Xuống xe, xuống xe, xuống xe. Sao anh ơi, sao anh ơi. Xuống xe, xuống xe. Hu hu. Sao anh ơi. Ok, chào Kha nha. Mình là mình rồi luôn, tôi dưỡng xe đi. Nó Toby nó kiện anh ơi, nó Toby kiện ơi. Quá trình tra con Vi đi xem nó nghĩ ra trên cái tờ đi. Ok ok. Yes sir. Ok cảm bạn công tác nha. Chờ mình di chuyển nhớ đi thi bằng lái. Ok ok anh ơi. Thank you.
lên trên bậc sự án nha, tôi khỏe lên trên bậc thôi đó, bậc thang á. Bảo gì tụi bảo lạnh nha. Thôi đi ra đây, ra đây tôi xử đây. Rồi, chào bảo gì nha, tôi là lực cảnh, tôi là tuổi AT thì chức vụ tôi tập quân hàm hạ sĩ. Thì tôi vừa được anh sĩ quen bên SAT bàn giao đối tượng anh, tôi nghe nói anh có hành vi là xâm nhập nhà tù trái phép, mình xuất trình giấy tờ nè. Trái phép, mức án là 180 phút. Giờ có thắc mắc gì không Bảo Duy ơi? Alo. Mốt sẽ hao sếp. Rồi giờ mà mốt sẽ bắt sẽ bắt đúng người nha sếp. Đúng người sao mà nhà tù bên giao. À cái anh đứng kế bên sếp hay không? Rồi để chấp nhận hóa đơn của tôi này. Ông nằm đó đó. Ông chở tôi vô, ông kêu ông đặt taxi tôi từ thành phố lên tới chợ, xong cái ông kêu đưa chìa khóa cho ông. Ông chạy thẳng vô chỗ luôn, xong ông nhảy khỏi xe. Tôi nè, nhắc nhở luôn, nhắc nhở. Nhắc xuống, đúng rồi. Mình nghe những điều đi. Nghe. Yo, những người nhận bill bạn ơi. Trước khi bỏ tù ông này tôi có lời muốn nói với ổng được không? Nói một cặp cốt cốt. Tôi xin lỗi bạn nhiều ạ. Xin lỗi là vì 50.000 tiền quá đơn. Nguyễn Thái tôi cờ ông đi ra chỗ khác để tôi bỏ tù mà tránh bởi tù nhập. Ấy anh gì đâu? Cái gì mày? Kêu một cái mới chơi được. Anh gì đâu? Em tách tên ông dân anh gì đâu? Ôi gọi cầu mới. Ủa bị gì vậy? Ủa sao tự vòng tay được hay vậy? Cầu vậy? Ủa bị ai cầu mà? Ông ma gì? Cái đồn này em thấy là hơi ấy rồi đó. Kêu một cái chơi được lưng. Cái gì em? Bye.
cái gì, sao cộng cái gì? Cái gì nữa? Cái gì tắm dột vậy hả? Đồ của mẹ, đồ quá. Bắt em cái anh gì rồi? Cái gì? Bắt em cái đi. Qua đây. Ủa anh có xe ôm dạo này không thấy đâu ta? Trời ơi, chơi phải bồ rồi. Nó bồ là ghê lắm. Ê em bị lát lít nào xin gỡ được ta? Bị lát lít lâu không? Anh Zero ơi. Bờ lát lít toàn mấy ngành cảnh sát luôn á. Vậy đâu? Ngọ đâu sao? Anh phát cho em cây cái gì quên rồi ta? Cây đạn được. Tiền pin à. Đúng rồi. Tiền pin đồ mình không cho xài luôn á. Ủa sao em thấy có mấy người xài mà? Cái đó cấp quản lý mình xài, cấp quản lý cấp cao quá, mình xài. À cái vụ mà muốn gặp lại đi đúng không? Cái này đâu vậy bởi đi tại ban ngành đâu thấy. Hả? Xem rồi, cái này rồi gặp thì được tập thì con gỡ được. Hay quá. Ở vậy bao lâu mới gỡ được à? Để xem mấy thằng. Giờ đầu mình còn cái gì xài thì được của mình ấy. Giờ để qua 2 tháng này là qua tháng 2 đi rồi mình xin vô. Tại tính xin vô NAD á. Xin vô NAD đúng không? Đúng rồi. Giờ nhắn bên quản lý ban ngành NAD rồi xong rồi qua đồ. Xin người ta xong rồi làm cái video tường trình lại. Trước nha, nếu mà gọi được á, mà có ai thì có ai thôi, 2-3 tháng, 2-3 thời gian thử sách á. Nếu mà 2-3 tháng nó mình không được ao phạm vì cái thải. Ok, đi cầm tay rồi. Luôn kệ, mày cộng đúng không? Cái gì anh? Mày cộng đúng không? Cộng gì? Đâu này tao biết rồi, mày cộng đúng không? Nói lại đi. Thiệt, nãy giờ em có cộng anh đâu. Mày qua gỡ cộng đi. Mày cộng đúng không? Làm gì phải cộng quậy trời. Không giỡn nha, đây tương tác nha. Đồ mình có dáng đẹp hay gì vậy? Đồ mình có dáng đẹp rồi. À trong SAD này có khó gì không anh? Không có gì. Anh Zero, anh cho em học bay được anh Zero. Ê mà đâu có bị án gì đâu, đi tù ta. Chứ em muốn đi tù à. Đâu, em tưởng em có án gì em mới đi. Nào tiễn SA lại anh. Giờ cứ xin đi. Xin gỡ lắp lít á. Mà chỉnh cái mic lại đi. Nó bị vọng hoài. Khó nói chuyện. Chỉnh lại cái mic thôi. Alo anh nghe chưa? Alo. Đó lại. Muốn bọng kìa, khó chịu thế nhờ. Chứ tại bên anh hay sao á? Đâu. Nói chuyện với người ta vẫn đâu có bọng. Giờ nha, cứ cái này phải nhắn tin với quản lý ban ngành thôi. Nhắn tin người ta. Quản lý ban ngành là ai ạ? À?
Lưu Khải này, Lưu Khải. Nghe anh ơi. À cái thằng đó nó có việc, nó có gửi clip lên là bị hành khách chạy vô tù nên khỏi làm xe để xử lý, đi bên nhà tù làm xe thả tù ra. Alo. Nó mới gửi clip lên nè, à, bên nhà tù mới hát clip. Trời ơi. Em bỏ tù luôn rồi. Được rồi, để nhà tù làm hồ sơ cho, để nhà tù, bên nhà tù làm hồ sơ cho. Bây giờ em xóa hồ sơ hay sao? Xóa không được, để bên nhà tù thả cho. Tại clip tin bằng chứng vi phạm á, lên xem có. Trời ơi. Nhưng mà quay xin gỡ lá lít trước đúng không ạ? Ờ, xin gỡ lá lít trước. Bên thống đốc phải gì? Thống đốc phải gì? Thống đốc phải gì? Thống đốc phải khó, thống đốc phải khó, thống đốc. Thì khó tại cũng phải bị và lá lít thời gian đây rồi. Gần 10 tháng, 1 tháng rồi đó. Cứ xin lỗi, Ờ Lương ơi, cứ để hồ sơ đi Lương ơi, có gì gì hỏi nhà tù trả lời. Giờ nhắn tin. Ok. Ok. Tứ tớ vào đồn công an tí. Có thăm khoa. Ấy đủ mẹ. Ấy đủ mẹ. Sao chết à? Chém tay ra đi. Hả? Cho em đi nhờ ta ra đi anh bố. Alo, cho Cường xin mic cái nha. Lương ơi. Dạ dạ em nghe anh Cường à. Lương mới xử lý thằng Bảo Duy đúng không? Dạ dạ dạ. Em cứ làm hồ sơ xử lý bình thường đi, tại anh mới vừa coi trên chat chung á, anh thấy cái clip thằng kia nó chở Bảo Duy vô tới cổng nhà tù, nó phóng xuống xe cho xe chạy vô cho này đi tù á. Dạ dạ dạ. Nên bên anh sẽ làm hồ sơ thả tù nó, nhưng mà hiện tại nó off rồi, em cứ làm hồ sơ xử lý bình thường đi, không để ép Vịnh em á. Dạ dạ dạ, ok, em cảm ơn. Ok, em cứ làm đúng quy trình đi, còn bên anh tụi anh lấy dựa theo cái bằng chứng kia tụi anh thả thôi ha. Dạ dạ dạ. Ok, anh cảm ơn nha. Dạ. Gì? Nay được anh Cường ghé thăm. Đủ má, tao đang tính lồn đủ điểm mẹ. Hai
ngàn mà lom 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 cơm. Mày mấy mét mà lom. Ê, ê, giật tinh, giật tinh. Đẹp chưa? Và đó là chả phi phi mà nó thực sự ra một cái gì đây? Người hiểu đề lắm, người hiểu lắm, tại sao đến cháu thì đâu có được gì là. Cái thằng lồn này cũng khó chịu đó. Ừ, nó cũng thể hiện cầm cái não thằng lồn này. Không bắt, không bắt tài chứ không? Nhìn sẽ tuôn á. Em ngồi cái thượng này giống anh Lâm á. Trời, nó là cuốn. Từ từ phá dịch lại. Cũng là nó thằng lồn này quấn cái sao sao nhỉ. Đây cuối nè, ngoan nghỉ nha. Bỏ này đi, này đứng khó. Nó ra bao đổ má thua rồi. Bỏ, đổ má, tu nội. Mafia home. Thì từ mấy bên đây lập án mày nghĩ gì. Ui mẹ cay quá. Ủa mà cái má người trong cái video mà bé à. Chứ lúc mày ăn mày mấy mét mày có khóc không? Khóc lồ gì? Chán quá. Thôi để tiền cho bắn vô đi. Thank you.
lồn như vậy. Em tìm mất kẹp. Về đâu, về đâu, về đâu. Đụng quá, chạy đâu trời. Về đâu, Hoành lại em nó nghe nè. Không, Hoành lại em nó nghe nè. Hoành lại đây. Giờ anh ập, anh về đồn đúng không? Không, ập về luôn. Cho em mượn xe cái, vậy à, anh cho em mượn xe. Cắp chìa khóa cho em. Kiếm chỗ nào văng văng đi. Anh chạy xuống dưới sườn đồi, em mặc đồ vô nè. Rồi em mặc đồ vô, xuống xe em mặc đồ vô đó. Em mặc đồ vô rồi. Em đi tầng trên thành phố, đi tầng mình đó nha. Không được. Ai mà hỏi là em nói zero cho phép á. Không được. Nói chứ em, cái lộn máy giờ em phải xin tiền ta, nó em thuê xe nữa nè. Giờ không được lên phố đâu, lên phố là đồ mẹ hiếu chứ. Không, em đi lấy xe, em đi lấy xe. Hello. Alo, alo. Anh not to be. Người ta tức rồi. Anh not to be. Trời ơi, chơi nữa. Anh not to be. Ghét nghèo mới hiểu. Anh not to be rồi. Ủa, ai chọc ơi. Ủa, not to be nào rồi anh zero. Vậy. Not to be nào anh. Malone mua như vậy. Gì? Ủa sao kêu nghe. Malone mua như vậy. 9 mét. Là
Nãy nó nghe nói mày nghèo, mày giàu, mày cái cho tiền, mày vô kia nó cho tiền hả? Tiền anh. Nãy nó nghe mày ăn, nó mày cho tiền, vô kia nó cho tiền hả? Ôi, 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 mày nó có hầm gì giữa. Ai, mày sống tốt vậy? Trời ơi, cái lò má ông cái tao lên casino làm gì? Nhiều muốn không thôi, không có bán đâu. À, anh hello anh Bảo Anh. Tôi gọi đúng bác sĩ tôi tới nè. Hello chị. Dạ dạ dạ. Một rất nhiều lần. Em à, anh ơi anh có thu lại cái áo này không anh? Cái điều à? Được đấy. Cái áo, anh có thu đồ đâu? Dạ không phải. Anh có mua không á? Đây là cái áo này anh có mua không? Đây, anh có mà đây. Nhìn thấy chưa? À dạ. Tại vì áo này tư. Anh nhìn này nó cũng ở trong nó cũng chấm bi này kia nó cũng đẹp. Đúng. Đúng rồi. Xong được thì. Ngọc Bảo Anh ơi. Cái búp bao à, em chơi được. Không có bị ngu không? Vậy không? Mẹ, có thằng nó mới cầm chóp ban ngày mẹ nhà nó bảo nó cầm. Giờ em bị cái ông kia ăn tiền nhưng mà em ăn mặt nạ nhưng mà nó ăn tiền hơn không? Một cái áo trong của anh mặc áo trong anh mặc cái gì mà đẹp vậy anh? Trong gì không? Ý là chơi cái búp bao quá. Không cho thôi. Anh giàu vãi. Nghe. Cái lồn gì vậy? Ô mà quấn gì vậy? Chơi mất chạy vậy? Mày chơi mất chạy vậy? Thôi con chơi. 200 lẹ kìa, ngủ rồi. Chơi đi hoài. Nó quấn đầu. Cho nghe nào. Anh mới từng từ được 100.000 rồi chứ lộn quá. Ồ, từ nãy đến giờ. Cái gì nói đấy, người ta biết. Tới anh nữa à. Em hết tiền rồi. À, ok, má đã hoàn chỉnh lại cho. Nãy giờ anh cố anh quá trời. Ủa gì đánh cái đồng vậy? Vâng, Huy ơi. Về mình đi, vô đi. Hàng kia đi. Sao là mình đi chạy đấy.
tham rồi. Còn bé lôi nói chuyện đường với nói chuyện hoài trời. Em ơi. Em ơi. Quá dở mà nó hoài đấy, ta chửi không thấy nhục không? Trời đâu mà nhô. Gì? Chơi mất dạy này nè. Lộn mày kêu gì vậy? Trời ơi trời. Nè nó dép nè. Đẹp. Mới o tê tê xong á. Phải lồn việc. Lồn nó dép như ghét nữa. Tính ra thằng tôi Dế nó khó bán lắm, vừa ghét kìa. Nó khó bán lắm. Gì? Đừng lúc đầu rồi, bán lắm, lúc đến đây anh. Gì? Đèn của thằng Long. Gì? Ủa mẹ. Nó có quýnh đâu mà cho tao cái đá. Mày đánh quá. Ai còn dám không bạn tôi? Ai còn dám không? 500 à. Ok tôi. Vậy đéo dám chơi nữa. Đây. Đây. Chơi luôn nè, anh trai chơi 500 nè. Anh trai chơi. Mày vãi ngầu. Cũng cả. Đâu có bị bác. Anh nhiều nha chết hờ giống bị đêm. Sao mày? Chưa ba đúng không? Ủa? Vái 35.000. Nó tha mới về. Năm. À, để gì vậy nào, không có được hai lũ đá không? Hả? Anh được hai lũ đá không? Là sao? Ừ. Ý là làm thêm một lũ đá của mình á thì chỉ có một lũ duy nhất. Được, nếu như mà em thêm em là dùng lệnh tặng cho anh thêm diện tích. Để xíu nữa. Tặng anh thêm đi, anh đang xây cái biệt thự này. Ok, này xíu nữa em chờ. Đâu ta, mình đang ngồi room nào vậy? Mình đang ngồi room gì vậy? Đi cuối ngày. Đâu kìa, nói dừng đội phó thằng TH kìa. Gì vậy? TH 06 bị báo nữa kìa con. Đói gì, nó làm gì nữa? 4. Nghe không, nội dân chảy ra ai. Em mới thằng buôn off đầu tiên bắn đụng xuống xe không cảnh cáo luôn. Lúc đấy anh thấy là cầm súng điện để chết lung tung kìa. Giờ mày lấy mình sao đây? Sao đây? Wow. Để tao nói em hiểu mà. Mày sao mày để cái đội chuyên mày làm ăn nghiệp vụ kém quá luôn vậy đâu. Cho hiểu nó tiền cho sự với đội, nó đâu có tiền đâu. À cái gì của đội?
Nhưng mà tao có trách nhiệm. Ủa liên quan gì? Mày là cái gì của đội mà không có trách nhiệm? Nhưng mà tao không có tiền nó. Tao cũng đã kêu hiểu rồi, không có tiền mà nó đủ nó liền. Thề luôn giờ báo. Thôi giờ có cái thằng mà lết sai phạm quá vậy Tấp Phong. Ủa cái khúc bốn mẹ thằng nào chụp đồn để mình bắn chết cũng làm đi luôn rồi. Bây giờ mày gửi cái record đó cho tao đi. Ba. Hay là đi rồi mày gửi zero cũng được, gửi tao zero đi. Gửi tao đi, tí tao là Việt. Ông hơi ra ba ông bạn sẽ hại. Từ em đang coi thằng nào chụp đồn mà để mày bắn chết không làm thì tự công dân này. Tao có clip không? Chắc chắn là BR sẽ không bao giờ dẫn như vậy này. Có rồi. À, đang treo đi ẻ ra thấy nằm một đống luôn. Vậy nó bắn mày chết luôn hả? Ừ. Sai phạm tới sai phạm quy tắc ngầm trầm trọng rồi. Không phải thằng Luân Khảnh mà thằng nào á, để xem thằng nó chụp đồn mà để mày bắn chết á. Vậy rồi. Hả? Vậy rồi. BK màu hỗ trợ khu vực để thu đồ lô xanh. Ủa sao mày ra cái đầu lô xanh? Cái gì? Sao mày ra đầu lô xanh? Đang học duty. Giờ học duty BK một chơi chừng nào mày mặc đồ ngành nó duty đi ha là BK một mày. Hai. Ai trước giờ mày học liền mày đã coi sơ qua lực súng điện chưa Lương Khanh? Hỏi thầy coi. Lương Khanh. Tao hỏi Lương Khải mày trả lời là sao của thằng chó này? Tao hạ thôi mà, được rồi. Ủa lúc phi mẹ bị bắn nó đi huyện điện, nó đi huyện ID là sao ta? Tự nhiên chết hả? Ảo vậy mày? Đậu xe trước đồ này không biết ông nào trực đồ thôi. Là một cục rồi. Một. Thằng nào bắn mày ra? Đúng không? Đó, nhưng mà sai ở một chỗ là không có một cái thông báo nào gọi là miễn nhiệm hoặc là tuyên chuyển cho đi. Và tự như vậy luôn, tự đăng cái cập nhật số hiệu lên, hôm qua cập nhật số hiệu là không có tin ăn trong phòng luôn nha. Hôm qua anh tức của anh để luôn để thằng Văn Luyện 01 luôn. Gì? Trừ 1. Rồi tới mãi tới tối đêm hôm qua, nói chung là chiều hôm qua anh thấy thông báo lên anh mới bức xúc, anh mới nói với mấy người anh em quen biết với nó, anh em thân tín á. Thì nói sao không biết, nói qua nói lại chắc về tai Nofan hay sao á. Nofan lại chỉnh lại xong rồi đưa anh xuống 04. Nhân viên. Vậy thì có chịu không? Yeah.